Bayern đã giành chức vô địch mùa trước không hề dễ dàng. Vì vậy, trước khi bước vào mùa giải mới với mục tiêu đăng quang được thứ 8 liên tiếp, Niko Kovac cho rằng điều cần thiết là các cầu thủ phải đảm bảo sự tập trung cao độ ở trạng thái tốt nhất mỗi thời điểm. Vì vậy, một số quy tắc kỷ luật mới sẽ được áp dụng. Từ khi toàn đội tập trung trở lại hồi đầu tháng, vị huấn luyện viên 47 tuổi này đã yêu cầu các học trò phải có mặt tại trung tâm Sabernstrasse sớm 9 phút trước giờ tập luyện, thay vì 60 phút như trước kia. Thay đổi đề xuất phát từ James Rodriguez vào mùa trước, ngôi sao được mượn từ Real Madrid là chủ đi muộn và gây ra không ít gắt gối. Nhằm loại bỏ hoàn toàn việc chậm trễ, Kovac đã đẩy giờ điểm danh lên trước nửa tiếng. Việc này có thể khiến cho các cầu thủ phải sắp xếp lại thời gian biểu, song về lâu dài mang lại lợi ích lớn cho đội bóng khi chinh chiến ở cả Bundesliga, Cúp quốc gia Đức và Champions League. Bên cạnh đó, Kovac cũng xem xét một số biện pháp tăng cường sự giám sát các cầu thủ trong thi đấu trên đất Mỹ. Người quản lý đội 1 là Kathleen Kruger đã thử nghiệm một số chương trình theo dõi nhằm xác định lại thời gian nghỉ ngơi, bao gồm cả giấc ngủ của các cầu thủ, để họ thực sự sẵn sàng cho kế hoạch ngày hôm sau. Với một loạt điều chỉnh có thể khiến cho các cầu thủ cảm thấy căng thẳng, Kovac nhận thấy cần nới lỏng vài quy định khác để lấy lại sự cân bằng cho các học trò. Và thế là từ nay Robert Lewandowski cùng các đồng đội có thể tự do sử dụng mạng xã hội trong học tập thể lực, thay vì bị cấm tiệc suốt cả năm qua. Họ được phép sử dụng điện thoại để khoe những clip chạy bộ hay hình ảnh đang đăng tạ. Mùa giải tới sẽ rất dài và cam go. Hy vọng những thay đổi của Kovac sẽ phát huy tác dụng.